Mỹ Quyên kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Văn hóa nghệ thuật kỳ trước, chúng tôi có giới thiệu đến quý vị và các bạn về nhạc sĩ Hoàng Lương, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam với những sáng tác phòng chống dịch COVID-19. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn ca khúc mới của ông, được phổ từ bài thơ của cô giáo Hải Thanh, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Vũng Tàu. Tái hiện lại hình ảnh thành phố biển những tháng ngày nóng bỏng chống dịch COVID-19 với một niềm tin là dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Và như đúng hẹn, vào đầu tháng 10, nhạc sĩ Hoàng Lương đã cho ra mắt ca khúc với tựa đề Vũng Tàu – Niềm tin chiến thắng đại dịch, trong một tâm thế vui tươi và niềm tin hy vọng về khó khăn dịch bệnh rồi sẽ đi qua. Cuộc sống của người dân sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tại thành phố Vũng Tàu nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao để phòng chống dịch. Các con đường, ngõ phố vắng vẻ, người dân ở trong nhà, mọi hoạt động ngừng trệ. Đồng cảm với những thử thách hiện tại, cô giáo Hải Thanh, hiện giảng dạy ở trường tiểu học Nguyễn Thái Học, đã viết lên những lời thơ đầy xúc động. Vũng Tàu, thành phố biển quê ta, với quyết tâm chống dịch giữ yên nhà. Dây chăn mắt ngăn chia từng ngõ xóm, không trói buộc tâm hồn mà giữ vững vùng xanh. Khi đọc những lời thơ, câu từ đầy ý nghĩa đó từ bài thơ của cô giáo Hải Thanh sáng tác, nhạc sĩ Hoàng Lương đã cảm hứng viết lên lời nhạc làm lay động lòng người. Vũng Tàu, thành phố của tình yêu, giữ cách ly trong dịch tránh lan tràn, không lây nhiễm corona dần tan biến, khó khăn hôm nay để ngày mai an lành. Rộn ràng khắp nơi, thành phố qua sắc lặng chia phôi, giờ đây cuộc sống mới sinh sôi, trai gái đón đưa nhau về tươi sắc áo hoa ngập trời biển xanh. Ca khúc có tiết tấu nhẹ nhàng, ca từ nồng ấm, giai điệu da diết tái hiện hình ảnh cả thành phố biển những ngày đầy gian khó vất vả cùng chung tay chống dịch. Mọi người đều ý thức rằng phòng chống dịch là một nhiệm vụ cấp bách. Người dân, cộng đồng, xã hội phải chung tay đồng lòng, hy sinh những quyền lợi cá nhân, những tiện ích hàng ngày để cùng vượt qua dịch bệnh. Cho dù khó khăn một chút, rào chắn, dây chăn trên từng con đường ngõ xóm, thì người dân vẫn hiểu, vẫn đồng cảm với những người tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Ca từ của bài hát Vũng Tàu – Niềm tin chiến thắng đại dịch cũng như một lời nhắc nhở, động viên mỗi người dân hãy yêu thương, chia sẻ cùng nhau. Ôi Vũng Tàu, thành phố biển của tình yêu, giữ cách ly, chống dịch, tránh lan tràn, không lây nhiễm corona, đành tan biến, khó khăn hôm nay để ngày mai an lành. Mỗi một ca từ của ca khúc Vũng Tàu – Niềm tin chiến thắng đại dịch đều được nhạc sĩ chắt lọc với một giai điệu trái tim đầy cảm xúc. Thành phố biển quê ta đẹp biết bao, với sóng biển du dương và những hàng cây xanh mướt, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Tuy nhiên, chống dịch như chống giặc, mỗi xã phường là một pháo đài, người dân là chiến sĩ, không thể lơ là mất cảnh giác trước dịch bệnh. Lời ca còn là lời nhắc nhở mỗi người phải có trách nhiệm với cộng đồng, cùng quyết tâm phòng bị, giữ khoảng cách, tuân thủ 5K. Vì có như vậy, chúng ta mới có thể chiến thắng được đại dịch.
tâm hồn mà giữ vững vùng xanh. Ôi Vũng Tàu, thành phố của tình yêu, giữ cách ly trong dịch tránh lan tràn, không lây nhiễm corona dần tan biến. Khó khăn hôm nay để ngày mai an lành. Rộn ràng khắp nơi, thành phố quá sắc lặng chia phôi. Giờ đây cuộc sống mới sinh sôi, trái gái đón đưa nhau về, tươi sắc áo hoa ngập trời biển xanh, khúc ca yêu đời. Trái gái đón đưa nhau về, tươi sắc áo hoa ngập trời biển xanh, khúc ca yêu đời. Nếu ở phần đầu ca khúc, nhạc sĩ nói về những khó khăn trong dịch bệnh và mong mọi người cùng quyết tâm cố gắng, thì ở phần 2 của ca khúc Vũng Tàu niềm tin chiến thắng đại dịch, chứng minh cho những kết quả mà cả cộng đồng đã cùng nhau vượt qua. Đó là đường phố trở lại vui tươi rợp cờ hoa. Gặp lại nhau, ai cũng mừng vui hớn hở sau bao thăng trầm thử thách. Người người yêu thương cùng đón nhau về trên thành phố biển với muôn sắc màu. Em thơ tiếp tục cấp sách đến trường. Nhạc sĩ đã gửi vào ca khúc những tiết tấu giai điệu vui tươi như một khúc ca khải hoàn để mỗi người cảm nhận được hình ảnh một Bà Rịa Vũng Tàu thật tươi đẹp nhưng cũng thật kiên cường, mạnh mẽ trong những tháng ngày gian lao phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.